Chào mọi người, chào mọi người, chương trình iGov nhận 50 token càng có kêu là KBF1 token càng này đã list lên sàn Binance Bobit này nọ các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn đi phần link mô tả mình, các bạn join vào hai kênh group Telegram và cho kênh channel đó các bạn. Rồi tiếp tục thì tờ Twitter thì các bạn follow các bạn, follow vào tờ Twitter lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Cái này thì khoan, các bạn chờ xíu các bạn, anh em Quỳnh khoan, các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Email anh Nhân Quỳnh. Năm ngày cho má cảm ơn. Rồi các bạn bấm nút tiếp nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn join vào kênh cộng đồng của nó nha các bạn. A cộng anh 1133. Tiếp tục thì các bạn cũng mở các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng MMO của anh này các bạn chờ xíu các bạn. Tiếp thì các bạn điền địa chỉ EIC20 bên dưới chocolate mấy and wallet. Các bạn copy địa chỉ ETH thác của mình nha các bạn. Đâu rồi? Rồi các bạn chạy về một con confirm hồi nãy nha các bạn. Sáng sớm gì đâu mà Zalo nhắn tin cho mình hoài các bạn ơi. Quá. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp tục gửi các bạn. Rồi như vậy mình trên này hôm nay khá là đơn giản, có bao nhiêu đây thôi. Vì vậy tạm để kết thúc, chào tạm biệt.